Trong clip trước, hiện nay có một cô bé 18 tuổi có nói với tôi, em mới 18 tuổi anh có chịu em không? Tôi nghĩ là đây là lời nói chân thành chứ không phải chọc chơi đâu. Bây giờ tôi đang sống ở thành phố Vũng Tàu. Nhà của mình hay là nhà của ai? Nhà của tôi, bằng bàn tay lao động của tôi và... Chú đứng tên sổ đỏ luôn. Sổ đỏ luôn. Nhà tại thành phố Vũng Tàu. Nhà trung tâm thành phố Vũng Tàu. Nhà đó bây giờ khoảng bao nhiêu tỷ? Nhà đó khoảng 5 đến 6 tỷ. Ui trời. Quá đã. Tức là nhà đấy rồi tôi có bán thì tôi cũng chỉ cho cái người tôi lấy một nửa thôi. Còn một nửa tôi sẽ dành lại cho cậu con trai út của tôi hiện nay đang làm thủy thủ tàu biển ở Vũng Tàu. Không được, được. Chứ tôi không thể đưa cho người, không thể dành hết cho người đó. Đúng. Còn cái tiền một nửa chắc chắn người đó là tôi sẽ trao chứ tôi chả giữ làm gì. Bởi vì khi mình chết không đem được đi đâu. Đúng rồi chú ạ. Là hôm nay chú tính ở lại đây một đêm hả? Ngủ đêm luôn. Trời ơi, nhìn cái chả giò đã không? Trời ơi. Cơm chả giò này hay vậy hả chú? Cơm với chả giò. Thế xong chú mà tiệm ăn cho nó thoải mái. Bên Minh Hùng có bán nước cốt nhàu ở nhà tự làm. Ủ 6 tháng thì nó mới được như cái hình bên cái chai này. Chị nhức mỏi này, đau nhức này, các vấn đề về xương khớp, huyết áp cao. Quý vị và các bạn ủng hộ Minh Hùng, mua hàng thì hãy gọi điện số điện thoại trên màn hình này. Minh Hùng sẽ giao hàng tận nơi. Xin cảm ơn quý vị và các bạn. Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn quay trở lại chương trình ngày hôm nay. Thì hôm trước có một chú cũng là giáo viên về hưu ở dưới Bà Rịa Vũng Tàu, chú lên đây. Chú có chia sẻ rằng chú muốn lấy vợ là phải trẻ, tầm 20-30 thôi. Nhưng mà mặc dù năm nay chú đã ngoài 60 tuổi rồi đúng không chú? Đúng rồi. Thì khi mà chú lên cái video đầu tiên á, thì rất là nhiều quý vị khán giả cũng đã gọi là phản ứng lại, nói là chú là xạo, chú là giáo viên cái gì, chú ở đâu chứ, mà tại sao mà ông già 60 tuổi mà lại thích lấy vợ 20-30. Đây là rất là nhiều cái ý kiến trái chiều. Thì ngày hôm nay chú lên đây, chú sẽ chia sẻ những cái tâm tư nguyện vọng từ cái đáy lòng của chú và cái sự thật nó như thế nào, chú có phải là giáo viên về hưu hay không. Thì mọi người cùng chờ đón xem sau ít phút chú ha. Okay. Rồi thay mặt anh em ở đây, xin chào chú. Xin chào cộng đồng mạng. Tôi hôm nay lên đây không phải để đính chính mà lên đây để cho mọi người nhìn thấy những cái gì là tôi đã nói, những cái gì mà các vị đã tham gia phản hồi để cho đôi bên. Rồi, trước giữa hết tôi với cộng đồng mạng. Trước hết thì chú cho biết là chú tên gì, bao nhiêu tuổi rồi, ở đâu? Tôi là Vũ Đình Quân. Dạ. Sinh năm 1960. Chú ở đâu? Cư ngụ ở thành phố Vũng Tàu. Rồi, thì bây giờ mình sẽ giải quyết từng vấn đề. Rồi, cái thứ nhất là mọi người nói là chú là một người tầm bậy tầm bạ. Chú là người bình thường chứ không phải là giáo viên. Thì bây giờ chú nhận định như thế nào về những cái góp ý đó? Bây giờ tôi ý kiến với mọi người như thế này. Tôi là người được nhà nước đào tạo và học đại học, tốt nghiệp năm 1984. Chú có bằng cấp không? Có bằng đại học, và bằng đại học ghi rõ là cử nhân văn chương. Đâu bằng của chú đâu? Đây, bằng của tôi đây. Ôi trời ơi. Đại tốt bằng tốt nghiệp đại học Vũ Đình Quân, tốt nghiệp năm 84, ngành ngữ văn, hệ đào tạo là chính quy. Trời ơi, và ngày xưa chú học ở trường nào đấy? Tôi học ở trường Đại học Sư phạm Việt Bắc. Và xin nói thêm rằng cái thời tôi tốt nghiệp, thời tôi học là miền Bắc chỉ có hai trường đại học là Đại học Sư phạm Hà Nội và Đại học Sư phạm Việt Bắc. Mà Đại học Sư phạm Việt Bắc hiện nay chính là người ta gọi là Đại học Sư phạm Thái Nguyên. Là chú học tốt nghiệp năm 84. Năm 1984. Năm đấy là chú chắc cũng học giỏi lắm rồi mới tốt nghiệp đại học ấy nhỉ. Thì nói chung là mình cứ coi như người tốt nghiệp là ổn rồi. Rồi. Bây giờ không phải bàn về những thế cái thì chú có chia sẻ rằng chú là giáo viên về hưu. Thì có nhiều người lên nói là chú không có phải giáo viên về hưu. Thì chú có điều gì muốn chia sẻ về vấn đề đấy không? Tôi dạy 37 năm. Và đã về hưu chưa? Và đã về hưu. Có bằng chứng không? Về hưu vào năm 2020. Đến nay là 3 năm 3 tháng. Và đây là cái sổ lĩnh lương hàng tháng của bảo hiểm Bà Rịa, của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Dạ. Đâu còn, đâu chú cho mọi người xem được không? Lương hưu hiện tại của chú là bây giờ tháng 12 năm 2023 là chú mới lãnh là 9.559.900 đồng à? Đúng rồi. Chú lãnh được 3 năm rồi. 3 năm, hơn 3 năm, 3 năm 3 tháng rồi. Rồi, là công tác 37 năm.
công tác 37 năm. Và là đầy đủ hết các giấy tờ. Giấy tờ như thế là rõ hết rồi. Đó, thì tại vì cũng có một số quý vị khán giả mà có chia sẻ rằng chú là không phải là giáo viên, mà chú cũng không phải là đại học ngữ văn gì hết á. Thì hôm nay chú lên rồi, chú có lời nào chú muốn nhắn gửi tới những người đó không? Thì tôi cũng như những như clip trước, thì đợt này tôi nên tôi khẳng định một câu thế này. Tôi tốt nghiệp đại học năm 1984 và dạy liên tục 37 năm cho đến khi về hưu là năm 2020. Và năm 2020 tôi về hưu và đến nay là 3 năm 3 tháng. Còn cái bảng lương thì hiện nay là đấy, nói tôi nói clip trước là ngót 10 triệu và bây giờ là mọi người thấy rõ rồi đấy. Thế thì còn ở trên cộng đồng mạng có nhiều người nói với ngôn ngữ cay cú, tôi nói thẳng một câu thế này. Đây là những một số giáo viên có ân oán với tôi trong những năm tôi dạy ở Vũng Tàu. Mở ngoặc nói trước, 37 năm tôi dạy ở thành phố Vũng Tàu trọn vẹn. Rất nhiều người ân oán với tôi về chuyên môn. Và bây giờ cái ngôn ngữ cay cú là có ở trong cái phản hồi của clip vừa qua. Thì ở đây tôi cũng nói mọi người thôi, chuyện đấy đừng đưa nó vào những cái này, nghe nó không hay. Chúng ta nên sống có văn hóa. Chứ còn tôi được đảng, nhà nước, nhân dân tín nhiệm và cho đến bây giờ được về hưu. Vậy là chú có đi dạy học và cũng có về hưu. Và hiện tại là chú An đang lên hưu. Thì bây giờ con hỏi chú là lương mà gần 10 triệu này chú ăn một tháng rồi có dư không? Không, thì đương nhiên một người ăn một tháng mà ăn cho đến sang sang ra cũng chỉ 4 triệu là đã đủ rồi, thoải mái lắm rồi. Nhưng mà tôi chi nhiều lắm và tôi chả giữ làm gì. Có bao nhiêu tôi tiêu hết, không tiêu kiểu này tiêu kiểu khác. Tiêu sao hết 9 triệu mấy 10 triệu ấy? Thì tiêu chơi thì đã nói tiêu chơi, tiêu xả láng thì bao nhiêu cũng ít hết đấy. Rồi. Mà tôi không có ý định giữ tiền làm gì nữa. Thế thì hôm nay lên đây á, thì là theo cái tâm nguyện của chú. Thì anh em tụi con là muốn cho chú chia sẻ để chú đính chính lại cái thông tin mà có một số người bảo chú không phải là giáo viên. Và một số người thì nói là chú không có lương hưu. Thì hôm nay chú đưa lên cái bằng đại học cũng như là cái lương hưu này. Thì để mọi người cho nó có chuyện nó xác thực hơn. Đó là theo cái tâm tư nguyện vọng của chú. Thì tụi con sẽ giúp chú làm việc đó nhá. Rồi, okay. Còn cái vấn đề nữa, đó là chú năm nay đã ngoài 60 tuổi. Sinh năm 1960 là năm nay 63 tuổi. Đúng nhưng rồi. Mà chú lên chú tuyển vợ, chú lại nói là chú cần vợ trẻ khoảng 20-30 thôi, còn ngoài 40 là không có đúng theo cái tâm nguyện của mình. Thì tại sao chú lại chọn vợ trẻ thế? Thì tôi đã nói ở clip trước, mỗi người một hoàn cảnh, mỗi người có một nhu cầu. Thì tôi là dân văn chương, cái cảm xúc cuộc sống nó có khác ấy. Và tôi ý định là lấy vợ là bởi vì bây giờ không còn ràng buộc, không còn khó khăn gì, kể cả kinh tế, kể cả tinh thần, kể cả vật chất và mọi mặt khác. Cho nên lấy người về là vẫn có mục đích là có sinh con. Cho nên tôi sẽ lấy những người trẻ một chút. Thì nếu được khoảng trên dưới 30 là hay nhất. Còn những người cao cao thì 40 đổ lại thôi. Và 40 đổ lại thì những người phải được từ cái hình thức là phải tương đối được. Ít nhất phải cao 1m6 trở lên. Mà người nhìn sức vóc khỏe mạnh, có khả năng sinh sản tốt. Còn trên 40 là lỗi. Trên 40 cũng có những người, người ta 40 đến 45 mà những người đã từng có con, đã từng sinh đẻ. Thì tôi chấp nhận. Còn người mà chưa từng lấy có chồng thì rồi chỉ đến 40 đổ lại thôi. Còn thế, trên đó thì đừng có cái bốn tôi. Hỏi chú nhá. Thế là chú trước đây chú có con chưa? Tôi có 3 người con. 3 người con rồi, bây giờ mình còn muốn lấy vợ sinh con chi nữa? Thì thôi thì bây giờ già rồi nhưng mà cái điều kiện hoàn cảnh nó thuận lợi cho phép thì tôi vẫn muốn là có con, rồi tuổi già nó cũng có niềm vui trong đó. 60 mà cũng vẫn muốn sinh con hả chứ hả? Không, cái chuyện đấy là tôi vẫn tin. Tin ở tôi là chắc chắn có con và cũng không già đâu. Tuổi tôi, sức vóc tôi giờ còn ngon lắm. Sức khỏe tôi nói thẳng. Ngon không? Tôi nói thẳng cái gì cũng ngon mà bây giờ cho tôi chạy Việt Dã 5 cây số là chuyện nhỏ, không biết gì đâu. Hút chứ còn mực nhiều không? Con mực thoải mái, chơi thoải mái kiểu gì cũng được. Thế nhưng mà bây giờ ví dụ mà lấy ngang ngang tuổi với mình thì nó về nó đồng cảm với nhau dễ hơn. Sao mà chú lấy trẻ vậy, về liệu có ổn không? Không, đồng cảm tôi đã nói là về cái tuổi cao cao gần tôi khả năng sinh sản là không tin tưởng nữa và tôi không đặt ra cái đó. Nhưng mà bây giờ mình lấy vợ trẻ quá, hai mấy tuổi thì nó bằng như cháu ngoại, cháu nội của mình, thì chú có nghĩ cái việc đó không? Không, cái chuyện đấy đối tôi không có cái gì hết. Bởi vì cái này tôi đang sống đúng với pháp luật.
đúng với đạo lý, tôi không có chặt cái gì đâu. Mọi người đừng đặt cái đấy ra vì những người khác không đặt ra như tôi. Nghe tôi nói có vẻ thấy nó lạ lạ, nhưng với tôi thì tôi nhắc lại, tôi không vi phạm về pháp luật, tôi không vi phạm về đạo lý, thì tất cả những điều tôi làm đều là tốt đẹp cho xã hội. Đó là cái quyền của chú, đây là anh em chỉ muốn chia sẻ tâm sự chút thôi, chứ còn nó chú lấy vợ trẻ vào nhà là đâu có ai mà cấm đâu. Không, đấy nhu cầu tôi thế thì tôi đã nói rồi, nếu mà trên 40 phải người mà đã từng có con, tức là từ 40 đến 45 chẳng hạn, là tôi phải chọn mà cái loại đó là khó đấy. Như vậy trước giờ là chú quen được bao nhiêu cô trẻ đẹp đây nè? Thì tôi không có quen nhiều. Bên Huy Hùng có bán mật ong rừng nguyên chất được khai thác từ trong rừng ra, giống như cái chai bên cái hình này, đảm bảo nguyên chất, chất lượng, an toàn, rất là tốt cho sức khỏe. Quý vị và các bạn mua hàng, hãy mở hàng ra kiểm tra, đúng đảm bảo chất lượng hàng thật thì mới thanh toán. Quý vị và các bạn ủng hộ Huy Hùng, hãy mua hàng thì liên hệ số điện thoại ở trên màn hình. Huy Hùng sẽ giao hàng miễn phí toàn quốc. Nhưng mà tôi nói như ở clip trước ấy, tôi có yêu đương với một cô ở Cà Mau 2 năm trời, sống như vợ chồng, nhưng mà bởi vì trước đó tôi đã nói rằng nếu không có con là chúng ta không ai ràng buộc ai. Thế thì sau đó thì sau 2 năm thì nó trùng vào mùa Covid, chúng tôi cũng tiếp cận với nhau ít lắm, không nhiều. Mà cô ấy thì thuê cái khách sạn 120 triệu một tháng. Chú quen cô đó bao nhiêu tuổi? Cô đó là sinh năm 1992. Ồ, là mới có lúc nào đấy là mới có 30 tuổi. Cao 1m74, nặng 56kg. Nhưng vì cô ấy thuê một khách sạn một tháng 120 triệu. Thì tôi cũng không muốn góp ý, bởi vì chuyện làm ăn của người ta vì chưa phải vợ chồng. Nhưng mà tôi cảm thấy thất vọng, bởi vì với tôi không phải ai cũng làm giàu được đâu. Mà hoàn cảnh cô ấy cũng không làm giàu được. Ai giới thiệu cho chú hay cô mà mới có 28, 29 tuổi đó? Không, cái này tình cờ tôi đi phượt, đi du lịch trên Sài Gòn, rồi tình cờ vào nghỉ ở khách sạn, và chính cô chủ khách sạn với tôi rồi ở với nhau 2 năm trời. Nhưng những năm đấy vào cái mùa dịch, cho nên là có khi cả 3-4 tháng chưa gặp nhau cũng có. Cái mùa dịch giãn cách hết mà. Chú cho cô ấy tiền không? Chú... Không, tiền thì cô ấy không nhắc đến, mà cô ấy chăm sóc tôi kỹ lắm. Ô, tốt đấy. Wow. Thế thì sau này thì sau dịch thì hoàn cảnh nó cũng khó khăn. Và lúc ấy chưa có bầu nữa, cô ấy bảo về nhà, về quê nuôi tôm, tôi không ý kiến gì. Và sau đó chúng tôi dần dần xa nhau trong lặng lẽ thế thôi. Đến bây giờ tôi nói thật, đời tôi ấy, có lẽ một việc tôi chưa làm được là tôi không lấy được cô này. Nhưng mà thực tế là tôi cũng không để tiếc, bởi vì tôi lấy cô này mà cô ấy tham vọng làm ăn như thế, tôi nghĩ cũng toang thôi, cho nên tôi cũng không dám. Đến dép luôn, cô ấy chiều cho tới và rất yêu thương chăm chút tôi từng tí một trong 2 năm trời. Trời ơi, mà sao mà quen được gái trẻ dữ vậy hả? Vậy đó. Chú có kinh nghiệm gì hay vậy? Không, cái chuyện tình cảm con người đôi khi cũng khó giải thích lắm. Còn về nhân đây tôi cũng nói luôn nha, trong clip trước, hiện nay có một cô bé 18 tuổi có nói với tôi, em mới 18 tuổi anh có chịu em không? Tôi nghĩ là đây là lời nói chân thành, chứ đúng, không phải chọc chơi đâu. Đúng. Nhưng mà cái cô này nếu còn nghĩ thì thôi, thì có thể đến với nhau là khó đấy. Nhưng mà thôi thì cứ từ từ, thì biết đâu một lúc nào mình không phải là vợ chồng, là bạn và quen biết, có khi cũng có những cái gì đó động viên nhau trong cuộc bây sống. Bây giờ là chú đang sống ở đâu? Bây giờ tôi đang sống ở thành phố Vũng Tàu. Nhà của mình hay là nhà của ai? Nhà của tôi, bằng bàn tay lao động của tôi, và chú đứng tên sổ đỏ luôn. Sổ đỏ luôn. Nhà tại thành phố Vũng Tàu. Nhà trung tâm thành phố Vũng Tàu. Nhà đó bây giờ khoảng bao nhiêu tỷ? Nhà đó khoảng 5 đến 6 tỷ. Ui trời trời trời. Quá đã. Nếu bây giờ mà cô nào mà lấy chú, mà muốn chú về ở với cô ấy, thì chú có sẵn sàng bán cái nhà đó để đi về ở với cô ấy không? Không, cái chuyện bán hay không hay là ở đó thì không quan trọng. Tôi đã nhiều lần định bán để tôi lên thành phố mua rồi, nhưng mà đến bây giờ tôi vẫn cứ băn khoăn là bây giờ lên thành phố tôi ở một mình, đôi khi tôi vẫn cứ băn khoăn, cho nên tôi cũng chưa. Chứ còn cái chuyện bán ở đấy để lên thành phố cũng chỉ là chuyện nhỏ đúng không? Vậy là nếu mà hợp tình hợp lý, một cô nào mà phù hợp có thể sẵn sàng bán cái nhà đó theo cô đấy luôn. Không, cái chuyện theo thì chưa nói, mà hai bên phải thỏa thuận, nhưng dĩ nhiên là sẽ bàn đến chuyện đó trước khi đến bàn đến chuyện kết hôn. Hai người phải thỏa thuận, chứ ở đây không nói được đâu. 5-6 tỷ là ngon á. 5-6 tỷ. Không, 5-6 tỷ tôi cũng nói thêm này. Thật ra tôi cũng có chủ định từ trước khi đi tìm hiểu như này. Tức là nhà đấy rồi tôi có bán thì tôi cũng chỉ cho cái người tôi lấy một nửa thôi.
Còn một nửa tôi sẽ dành lại cho cậu con trai út của tôi hiện nay đang làm thủy thủ tàu biển ở Vũng Tàu. Không được, được. Chứ tôi không thể đưa cho người, không thể dành hết cho người đó. Đúng, đúng. Còn đúng. Cái tiền một nửa chắc chắn người đó là tôi sẽ trao chứ tôi chả giữ làm gì. Bởi vì khi mình chết không đem được đi đúng đâu. Đúng rồi chú ơi, cái gì con mình phải lo trước đã. Đấy. Đúng rồi, cái đó là con đồng ý. Tôi là tôi chia đôi chứ không có 5-6 tỷ mà để lấy một người đâu. Đúng rồi, cho con mình nửa. Cho con trai mình nửa. Một nửa còn mình còn hai cô con gái thì tôi không cho. Dân Bắc vậy á, dân Bắc con gái không có cho đâu. Dân Bắc vậy á, con gái không được đâu. Tôi cho mấy trăm cho các cháu mừng. Không, chúng nó không có thiếu tiền. Nhà tôi kể cả ba đứa không có đứa nào thiếu tiền. Và tôi dám chắc rằng tới đây ấy, tôi mà có kẹt bất cứ đứa nào tôi xin tiền, nó cũng đều có, bởi vì chúng nó đều là những đứa làm thu nhập rất cao. Đấy là cái điều tôi nói không phải khoe khoang mà là thực tế. Dạ con, chú thành đạt hết rồi. Thành đạt hết mà toàn thu nhập cao không à? Dạ. Không thì chú lên thì chú có tâm tư nguyện vọng là lấy vợ trẻ thì thôi anh em cũng ghi nhận cái tâm tư đấy chú nhá. Thế nhưng mà ví dụ như mà cái cô 18 đó mà liên hệ được với chú thì chú đồng ý không? 18 tuổi á. Cái cô 18 ấy tôi đang nói là tôi sẽ đặt sau một người khác mà tôi đang muốn đến. Rồi, giờ chú muốn đặt với ai? Thì ở đây hôm nay tôi cũng nói thẳng ra là cái người mà tôi muốn kết nối và cũng duy nhất một người đó thôi là cô Út ở thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Cô Út là mới có 39 tuổi. Đang làm công nhân và có một cô con gái. Đúng rồi, đúng rồi. Tôi sẽ kết hợp duy nhất, tôi sẽ kết nối duy nhất cái người này. Và nếu không được tôi chưa kết nối với ai. Còn người khác thì từ từ tới tính. Cô Út đó trẻ đẹp lắm hả chú ạ? Đúng rồi, cô ấy thì tôi kết lắm ấy. Còn đến được với nhau hay không, cái đấy không quan trọng. Bởi vì cái duyên nó đến thì đến. Chú mất ngủ bao nhiêu ngày nè, chú mới quyết định như vậy? Mất ngủ nhiều, cân nhắc nhiều và mới đi đến quyết định. Và lấy đây là để an ủi tuổi già, mà tất cả những điều tôi nói ra tôi đều làm được, nó trong tầm tay tôi hết. Bây giờ liệu cô Út muốn chú về bên nhà cô Út rồi mình bán căn nhà đó chú chia đôi về bên nhà cô Út được không? Được chứ. Không, cái chuyện đó thì bàn. Cái bà chuyện à. Tôi nói ở thành phố Vũng Tàu mà bỏ đi, tôi nói thẳng như này, do với nhiều người, người ta thích sống ở thành phố Vũng Tàu hơn ở thành phố Hồ Chí Minh. Đúng. Cái đấy tôi nói thật. Cái môi trường cảnh quan ở Vũng Tàu nó là nhất nước, nó hơn cả thành phố. Nó thành phố cũng không sạch đẹp được như Vũng Tàu đâu, bởi vì thực tế Vũng Tàu người ta cũng có điều kiện tiền bạc, người ta mới làm được cảnh quan môi trường nó như thế. Rồi thế bây giờ ngoài cô Út ra, ví dụ như cô nào mà trẻ đẹp cũng tầm 20-30 là chú vẫn sẵn lòng mở mở rộng tấm lòng của mình đúng không? Thì tôi vẫn mở rộng, nhưng với những cái người mà trẻ tuổi thì dưới 30 thì tôi chấp nhận 1m58 được. Dưới 1m58 là thôi nha. Mà người trông phải được và tiếp xúc, và người cũng phải có học thức, không cần cao nhưng đại để có tiếp xúc, có ít học vấn một chút. Tôi không cần cao lắm đâu nhưng mà cũng phải có điện, chút điện học. Điện nước ở đây đủ. Điện nước ngon thì mới ok. Chú mà già rồi mà có còn ấy không, còn làm ăn được gì không? Yên tâm, cái đấy thì tuổi già thì ai cũng kém cả thôi. Thế nhưng mà để đáp ứng được nhu cầu gia đình thì tôi nói, tôi nghĩ tôi vẫn là người đủ làm được việc đó. Số 1, hai chú ha. Yên tâm. Như ngày xưa quen cái cô trên Sài Gòn mà 29 tuổi đó thì chú một tháng chú ấy mấy lần? Không, lúc nào lên được là được à, ok luôn à. Ví dụ một đêm gặp mấy lần nè? Không, thì không đặt ra cái đó. Thế nhưng mà nói chung là ok hết. Cô ấy mà còn ok mà 2 năm trời cô ok tôi thì chắc những người khác cũng không từ chối, cũng không ngại đâu. Tôi sợ cái mấy năm trước cái sức khỏe mình khác, mà mấy năm nay không, sức khỏe tôi, mình khác. Tôi biết tôi đang ở chỗ nào rồi. Yeah. Tôi vẫn yên chí là cái đó tôi vượt qua hết. Nói chung là vô tư ha, máy móc hoạt động vô tư. Ngon. Ngon là cách nào? Thì bây giờ là chú, cái tâm tư nguyện vọng của chú là muốn lấy vợ trẻ từ 20 đến 30 thôi, 18 thì càng tốt. Còn chọc nhau quá. Con thấy chú nói vậy con cũng hơi choáng. Không, những cái dạng trẻ thì đang nói là học thức cũng phải có một tí, không cao, không cần cao đâu, nhưng phải có chút văn hóa. Cái dân trí nó đừng thấp quá, tức là cả không biết chữ hay là gì thôi cũng ngại ngại đấy. Mà hôm nay chú đưa cái bảng lương với lại cái bằng đại học ra thấy cũng hơi choáng đấy nhỉ? Dạ. Thì bây giờ thực tế nó là vậy. Cái gì thực tế thì cứ chấp nhận đi. Chẳng ai lừa ai ở trong cái chỗ này hết. Rồi,
Thế hôm nay chú lên đây thì chú còn điều gì muốn chia sẻ cũng như là điều gì muốn nhắn gửi tới cô Út nữa không? Không thì tôi vẫn nói là tôi ngó và người tôi kết ở trên đến hiện tại vẫn chỉ là cô Út và chưa ngó đến người thứ hai. Còn cái đấy sau đó thì có tính đến cái gì thì nói sau chứ bây giờ nói trước thì e rằng nó sau này phải nói lại nó không hay. Rồi, thế thì mình có lời nào muốn nhắn gửi tâm tư nguyện vọng tới cô Út? Không thì với cô Út tôi đã nói rồi ấy, cứ đến với anh đi. Anh sẽ lo cho em từ A đến Z. Và em cứ yên chí, anh sẽ không để em hụt hẫng đâu. Ok, đó phải như vậy. Rồi thế thì hôm nay chúng lên đây tụi con cũng ghi nhận cái tâm tư nguyện vọng của chú. Anh em cũng thực hiện theo cái tâm nguyện của chú thôi nhá. Thì chú okay. Có cam kết tất cả những thông tin chú chia sẻ là đúng và chú chịu trách nhiệm trước pháp luật với những thông tin mình chia sẻ không? Ok. Rồi, hoàn toàn chịu trách nhiệm. Chú có đồng ý cho mọi người sử dụng hình ảnh và video của chú để chia sẻ lên tất cả các nền tảng mạng xã hội khác nhau và cam kết là không gỡ xuống, chú có đồng ý không? Đồng ý. Rồi, cảm ơn chú nhá. Rồi thay mặt anh em ở đây cũng xin chúc chú luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, bình an. Ôi, chào mọi người. Sớm tìm được một nửa yêu thương của mình. Rồi, cũng mong quý vị khán giả hãy để lại cho chú Quân một lời góp ý động viên chia sẻ. Chú năm nay 63 tuổi mà cứ thích lấy vợ 18 đôi mươi thì nó cũng hơi khác người chút xíu. Nhưng mà thôi, ai cũng có cái ước mơ, ai cũng có hy vọng thôi chú ha. Okay. Rồi, bây giờ xin cảm ơn mọi người, đừng quên để lại nhờ bình luận góp ý nhá, nhớ là để lại góp ý. Rồi, nhớ đăng ký kênh, bấm vào chuông để đón xem video lần sau một cách nhanh nhất và mới nhất, xem qua chú có đến được với cô Út hay không. Cô Út là mới có 38 tuổi thôi, khá trẻ. Ok. Hoặc là những em nào mà hai mấy 30 mà muốn kết nối với chú thì cứ sẵn sàng mở rộng tấm lòng đón nhận chú nhá. Ok. Rồi, xin cảm ơn và xin kính chào. Kính chào mọi người. Mà bây giờ đang mát và sướng lắm. Về sớm sớm vừa đi mà chú mang bởi vì đi bóng cây mát ngồi sướng. Dạ, chú mang cả cơm đấy hả? Cơm. Trời ơi. Sao mà lương 10 triệu một tháng mà ăn cơm này. Đó, ăn kiểu đó. Giò còn nguyên cái chê giò này. Rồi vậy. Là hôm nay chú tính ở lại đây một đêm hả? Ngủ đêm luôn. Trời ơi, nhìn cái chả giò đã không? Trời ơi. Cơm chả giò này vậy hả chú? Cơm với chả giò. Cái xong chú vào tiệm ăn cho nó thoải mái. Thôi, cái vào tiệm cơm ăn nó độc chất độc hại ngại lắm. Vậy hả? Lương 10 triệu mà ăn thế này thì... Chú kỹ vậy. Đây không phải là tiết kiệm mà đây là giữ sức khỏe. À, chú sợ độc hại hả? Sợ độc hại. Cái giò đó cũng coi chừng. Đúng, cái này ăn cũng người quen làm mà. Rồi, được rồi, chú cắt đi. Rồi, chú cắt đi. Được chưa? Cắt đi. Xong chưa? Rồi. Xong rồi, cái hành trang cái này cái gì đây? Cái này là rau. Đem đi ăn chứ không có ăn ở tiệm. Không, rau cải. Chú cẩn thận đấy nhỉ. Rồi quá ha. Không có ăn ở ngoài tiệm đâu. Ngoài tiệm là phải đi lúc nào tiệc tùng thì đi thôi, chứ còn đi ăn không bao giờ ngồi tiệm hết. Rồi bây giờ chú đi về đây cho sớm. Ok. Dạ rồi chú đi về. Dạ rồi, từ không chú cắt đi rồi. Cắt đang đồ ăn á. Trời ơi, tội nghiệp nghe không. Đi tiệm dạo trẻ phải cực đó. Hành trang cơm nắm, cơm nắm. Không, đúng ngon thật mà. Này, tôi để đây, núp ở đây mấy người ăn nhớ tôi. Không, cứ cầm về đi, tụi con không ăn đâu. Cứ cầm về đi, không, tụi con không ăn. Chú cắt đi. Được rồi, xong chưa? Cắt đi, cứ cắt đi. Cho đây nhá. Cắt về tối ăn chứ. Mình đi tới đâu, tới đâu là dở lên ăn, tới đó chú. Tối ở đâu ăn, ở đó ngồi bóng cây ăn một mình, không qua vào. Rồi mua hẳn 3 chai nước cốt nhau về uống nữa. Cốt nhau 3 cái khỏe lắm, cái này uống đâu ra đấy ngon. Hôm trước chú mua 3 chai về uống hết chưa? 3 chai mới uống hết 2. Mà uống thì thấy tình trạng sao? Tốt lắm. Nhưng mà chú okay. Chú có đau nhức xương khớp không? Hết luôn, cái gì nó tôi chưa đau xương khớp đáng kể gì. Dạ. Nhưng mà nói chung là cái mỏi cơ mỏi ấy làm nhiều đấy thì bây giờ gần như nó hết luôn. Nói chung là đây là một trong những loại mà tôi cho là tốt nhất. Yeah. Tốt hơn cả rách của Mỹ. Cái rách của Mỹ tôi đã uống mấy năm nay nhưng không ăn thua, nhưng cái này tôi mới uống có hơn một chai là thấy coi như gần như hôm trước chú lấy 3 chai uống gần hết chưa? Chưa, mới uống hết hơn chai. Mấy sao nay mua nhiều thế? Uống gần. Ôi giời ơi, để có gì con gửi cho cái sau. Này được lâu mà. Dạ rồi, mà thôi chú tranh thủ về sớm đi. Ok. Mà trễ nha. Rồi chú đi về đi. Nó kéo lại đàng hoàng chứ không để nó tuột đó. Cất đàng hoàng cẩn thận nhé. Được rồi, thế này đi được rồi. Có cái kia treo vào có được không? Đứt á. Không đứt. Thôi về nha. Dạ rồi, con chào chú nha. Trời ơi. Chuyện vợ trẻ cực quá. Rồi, ra xe về đây. Cái xe đi phượt hả? Hàng trăm cây số đây hả? Xe đi phượt, xe này chạy ghê lắm. Hiện giờ là nếu mà đi phượt đây là xe số 1 luôn. Dạ.
Chú có cần lấy cái bọc nữa không? Cho con cho chú thêm cái bọc nữa để cái ba cái chai nó cốt nhàu cho nó chắc. Thôi khỏi cần được rồi, đủ rồi. Sợ đứt á. Không đứt, không đứt. Tôi biết, tôi cầm, tôi biết là đủ rồi. Thôi chào mọi người. Dạ rồi, chào chú nha. Rồi, chào chú.